ai cũng khen đẹp, ai cũng nói là bây giờ trẻ hơn lúc chưa trường ra. Khi trường ra sáng dậy rất là khỏe, khỏe vô cùng. Cái trường ra này là má em và em với lại thằng em trai nữa, không còn bệnh nữa, không sáng không còn nề nàn nữa. Sáng ngủ dậy hả, không có mệt mỏi mà con người sảng khoái, rất là sảng khoái. Xin cảm ơn cô với thầy Duy Quang Châu với thầy Kiên đã hướng dẫn cho Trần Gan mà hết bệnh, đẩy lùi cái bệnh. Con người rất là sung sướng. Cái thể chất thì như vậy, nhưng mà về cái sắc diện của chị cũng như là cái hình thức bề ngoài á, chị có thấy ai có ý kiến gì không? Ai cũng khen đẹp, ai cũng nói là bây giờ trẻ hơn lúc chưa trường gan. Chính xác luôn đấy. Tôi muốn hỏi cái điều đó, đó. Vì là chúng ta không cần phải khoe, mọi người cứ chủ động trường gan, không cần phải kể cho ai hết. Tự nhiên sau khi trường gan khoảng chừng 1-2 tháng sau, bỗng dưng những người khác gặp mình, họ sẽ thốt lên một cái lời gọi là cảm thán. Ai cũng vậy à? Tất cả những học viên ở đây đã từng trường gan, họ đều kể rằng là sau khi trường gan xong, tự nhiên bạn bè gặp cứ nói: ô, dạo này làm cái gì không đấy? Có làm gì không? Tại vì bây giờ xã hội của mình là ai cũng làm đẹp mà. Mình biết là những người mà các bà nội trợ cũng gom góp tiền để đi làm đẹp, rồi những tiểu thương, những chị mà mua bán, buôn bán ở chợ cũng vậy, cũng gom góp tiền để đi làm đẹp. Tùy từng cái mức độ, nhưng mà ai cũng đi làm đẹp hết á. Mà người ta cứ nghi à, mình có làm gì không? Mà thực sự chị có làm gì không? Có, trường đá. Tức là không có đi thẩm mỹ, không có đi làm thẩm mỹ viện, nhưng mà có trường đá. Rồi thì cái trường gan chính là một phần của cái kỹ thuật làm đẹp theo liệu pháp y mao mạch. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn đầy đủ tất cả những cái kỹ thuật mà làm thế nào để phối hợp với trường gan để cho chúng ta sẽ đẹp cũng như là trẻ hóa ha. Hốt đi anh em, trường gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.